anh em cách lắp mũi cọc cũng như là cách đóng cọc sao cho chuẩn. Chỉ là có một lần thôi ạ. Ở đây là phần mình sẽ có cái phần ống nóng cọc này và có mũi này, thì mọi người sẽ lắp mũi vào trước. Ở đây mình đã lắp mũi vào rồi, và mọi người lưu ý là trên cái mũi này nó sẽ có cái điểm, một điểm gờ như này, để tí nữa chúng ta sẽ lắp vào phần thân máy. Ở trên máy thì mình sẽ có một cái van và van chốt này, khi mà mở thì mọi người có thể là nhìn bằng mắt vào phần ống, hoặc là mọi người sẽ dùng tay để sờ vào, nó sẽ không có cái gờ lên, thì có nghĩa là van đã được mở. Ta sẽ lắp mũi. Mọi người sẽ cái điểm gờ này ạ. Mọi người sẽ đặt thẳng lên. Rồi mọi người đẩy vào. Và sau đó thì chúng ta sẽ khóa van. Rồi, vậy là mũi của chúng ta sẽ không ra được nữa. Mọi người kiểm tra này, nó chỉ di chuyển ở trong cái khoảng đấy thôi. Rồi ạ. Và sau đó thì ví dụ như mình có cọc thì mình sẽ cho cọc vào phần bên dưới này. Và sẽ hướng dẫn mọi người khởi động máy. Sau khi mà xăng lớp đầy đủ bơm xăng rồi, mọi người sẽ gạt công tắc, gạt theo gió, và chúng ta sẽ bật máy. Đây là cách hướng dẫn sử dụng máy đóng cọc Kawasaki của Vinmark ạ.